Kính bạch sư, con xin sư giảng giải thêm về sự đắn đo về việc làm của nghề giáo viên mầm non như sau. Khi đút cơm cho trẻ ăn xong, con có được phép hồi hướng lên chư thiên không? Và con muốn biết thêm việc đút cơm cho trẻ ăn ấy là phần nào của thập thiện? Thứ nhất á, là chúng ta nhớ đến hai cái câu đầu của Kinh Pháp Cú, tức là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác, nếu nói hay hành động. Với tâm ý ô nhiễm, khổ não liền theo sau như xe chân vật kéo. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm ý thanh tịnh, an lạc liền theo sau như bóng không rời hình. Cái việc đầu tiên á, là quý vị xem coi là khi mình làm thì mình làm bằng tâm gì ha. Mình làm bằng, có làm bằng tâm từ bi hỷ xả hay là không, hay là mình làm bằng tâm ái nhiễm, hoặc là mình làm bằng cái tâm sân hận. Cái thứ hai là mình phải xem coi là cái việc làm của mình ấy, mình có lấy tiền hay là không. Nếu như mà mình làm việc mà mình lấy tiền, mà mình nói là cái việc đó nó cũng có công đức, nó tạo phước, thì sư e là nó hơi khiên cưỡng nghe. Nếu như mà quý vị nói là quý vị làm nó thuộc về chánh mạng thì sư đồng ý. Chứ còn quý vị nói là bản thân cái việc đó mà quý vị làm nó nằm ở trong thập thiện thì sư e là nó hơi khiên cưỡng. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào về vấn đề này? Dạ, kính thưa Đại Đức Thanh Tuệ, kính thưa quý vị. Sư cũng hoàn toàn đồng ý cái cách trả lời của Đức Thanh Tuệ. Thật sự cái câu này á, nó nếu mà thật sự nha, trả lời dù cách nào nha, cách nào đi nữa, cố gắng trả lời cách nào đi nữa thì cũng phải trả lời như cách của Đức Thanh Tuệ đó quý vị. Có nghĩa là yếu tố tâm á, yếu tố tâm quý vị như như là để Đức Thanh Tuệ có trích dẫn hai câu pháp cú đầu tiên, số 1 câu số 2, quý vị hiểu rõ đó. Nhưng mà ở đây á, để sư giống như là sư nói về cái phần mà giống như là nếu mà tâm thiện á thì nó bao gồm những cái gì đi theo, đúng không? Để cho quý vị nó hiểu, nếu mà một tâm thiện á, tâm đại thiện mà xét về khía cạnh vi diệu pháp á, bao gồm bao nhiêu cái yếu tố tâm nó đi theo. Cái này tính sơ sơ thôi nha, sơ sơ gọi là xương xương đó, để cho quý vị giống như có cái khích lệ cho quý vị thôi, đúng không? Chứ còn cái câu hỏi này quan trọng nhất nè, quý vị phải tự bản thân quý vị trả lời thôi à, chứ đâu thể sư đâu có thể nói mà chính xác là quý vị được cái phước gì được. Mà quý vị phải hiểu á, là để mà cái năng lực mà phước á mà hồi hướng nha, khi nghĩ cạnh hồi hướng á, thì đa phần, khi nói đa phần nha chứ không phải chưa khẳng định, đa phần quý vị phải làm với cái tâm đại thiện mà hợp trí tuệ, chính xác là như vậy. Tại vì cái đặc tính của hồi hướng á, là người đó hiểu về nhân quả, có niềm tin vô tam bảo, đó là đặc tính chính của cái hồi hướng hay là tùy hỷ phước thưa quý vị đó. Thì sư quý vị khi mà xét về khía cạnh mà gọi là vi diệu pháp á, nếu mà quý vị có một cái tâm đại thiện á mà sanh khởi lên á, thì nó có một cái nhóm tâm gọi là tâm tốt đi ha, sử dụng từ tâm tốt cho quý vị dễ hiểu. Còn trong thuật ngữ vi diệu pháp gọi là cái nhóm mà gọi là tịnh hảo biến hành đó. Ví dụ quý vị có một cái tâm đại thiện, có cái tâm thiện mà khởi lên á, làm với bất cứ đối tượng nào đó, thì nó gồm những nhóm tâm đi theo nè, là tín niệm tầm quý vô tham vô sân hành xả đó, rồi tịnh khinh thích nhu thuần tâm, xin lỗi là tịnh khinh thích nhu thuần chánh đó, là thêm cái nhóm cộng thêm cái tám nhóm này nè, chia thành là ví dụ tịnh thân tịnh tâm đó, khinh thân khinh tâm, thích tăng thích tâm đó, nhu thân nhu tâm và thuần thân thuần tâm, chánh thân chánh tâm thì cái đó là những, nếu mà quý vị chỉ cần mà cố gắng mình
có được cái tâm thiện thôi, thì có những cái yếu tố tâm này đi theo. Đúng không? Còn cái việc mà quan trọng hơn á là nói, nếu mà nói là năng lực hồi hướng á, thì suy nghĩ là phải phải có yếu tố trí tuệ nó mới quyết định điều đó. Đó, ở đây nói cho khích lệ vị thôi, chứ câu hỏi này nó thiên về quý vị phải tự trả lời cái câu hỏi này chính xác, để chính xác là cái thời điểm đó mình thuần tí, mình làm cái hành động là cho trẻ ăn như vậy đó, làm với mục đích gì, tâm gì nó chính, mà nó có bị nha, nó có bị xen lẫn những cái phiền não nó quấy rối không. Như vậy dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.